cả tiếng người mà tôi lại phóng nhà anh Trinh. Nhà anh Trinh thấy đang tối muộn rồi tôi thì chà kệ chà. Không, tôi lắc đó mà tôi lắc đi lắc mãi nha, chả được. Nhưng mà tôi cầm cái máy lúc về tôi bật lại lại quay lại. Lúc mà trời khi đó trời mà đã nước đó là trời lại đừng có bật video. Ừ. Chị tắt video đi là trời đừng quay nữa, chị tắt đi video đi rồi xong rồi bắt đầu chị lắc thì mới được chứ còn trời đã bật lên là không bao giờ được. Không, sao chị tắt đi mà lắc không được cả ông mà lắc không được. Rồi mới buộc thôi chứ rồi xuống chịu rồi. Thế là cuối cùng tôi lại thôi kệ mẹ thôi không làm chờ thì lười đến kia trưa lại. Các bạn nhé, ta đang dẫn các bạn đây là những cây ở cây dâu này. Thì em lúc chắc là trời thấy điện sáng nhá, em lại em đang đánh răng nữa mà. Đúng rồi, 5 giờ rồi còn.